Chào anh em, mình là Vinh và sau đây chương trình giới thiệu nhanh trong vòng 90 giây một cái dòi hơi của hãng Sharari. Đây là một cái dòi hơi giá rẻ chỉ có 164.000 thôi. 164.000 dành cho những anh em đang cần một cái dòi hơi để xịt bụi trong ngành ô tô hoặc là sửa chữa xe máy vân vân. Cái dòng này là chuyên dùng để làm sạch những cái bề mặt bụi bám bằng cái dụng cụ là hơi. Nó là anh em rất là dễ sử dụng. Cái này thì được thiết kế rất là gọn nhẹ, lò xo tốt và đầu vô là 1.4 chuẩn luôn. Cái dòi này cũng rất là cứng cáp. Anh em đừng có ham rẻ mua một số cái đầu này giá rẻ xịt vài bữa nó hư mất tiêu đó là kinh nghiệm của mình, mua cái đầu tốt chút chút xài cho nó bền bỉ và là cái độ bóp độ bền hay không là do cái lò xo này anh em bóp được bao nhiêu lần. Với thứ hai là khi mà nó xịt cái đầu này nó có cứng không, hay xài một thời gian bắt đầu ví dụ một hai lần bắt đầu nó gãy cái đầu này hoặc là nó cong cái đầu này, tại vì cái chất liệu của cái ống này nếu nó mỏng quá thì nó sẽ bị còn đầu xịn thì nó sẽ lâu hơn chứ nó không phải là không bao giờ bị thì ổng ai sản xuất bán cho mình được nó trơn á. 164.000 cho cái đầu này, anh em mua hàng thì bình luận ngay bên dưới video này. Cảm ơn anh em, đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình và chia sẻ video này nha. Chúc anh em có một ngày làm việc tuyệt vời. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.